Em đầy vậy sao con buồn quá vậy bộ em đầy. Hôm nay không có son. Ủa, không có son con buồn hả? Con buồn quá nên con ôm ba con đút cái tay vô thì là để hai cha con giật cho nó vui. Tại vì không có son không có ai chơi với con nữa. Vậy hả? Vậy con phải làm gì? Vậy làm sao con để gặp được son? Chắc mùa sau. Mùa sau hả? Mấy nay không được gặp son con buồn sao? Con buồn rất buồn. Buồn rất buồn là buồn như thế nào con diễn tả ở đây? Con buồn giống như con buồn khi tim con rớt từ đây xuống cái bàn chân của con. Rồi bây giờ con có muốn gửi một lời gì tới Son không? Son ơi, con quá là người không gặp em, không tặng quà cho em. Và hôm nay là ngày của em. Anh hy vọng được gặp em. Và những món quà của em đã tặng cho anh. Được chứ? Con chưa, con có bơm cái này dùng nào chưa? Dạ chưa. Trong trường con chưa tổ chức sinh nhật bao giờ luôn hả? Tổ chức rồi nhưng mà đâu xài bong bóng đâu. Sinh nhật bạn con không xài bong bóng luôn? Không bao giờ. Sinh nhật bạn con làm đâu bao quên rồi ta? Sinh nhật bạn nào? Sinh nhật bạn con ở bên quận 2 á. À, Tên Jun á hả? Tên Jun. Có làm bong bóng nhưng mà có làm mà có hai cái à. Có hai bong bóng hả? Có mời bạn nữ không? Dạ có chứ. Mời bạn nữ được mời những ai? Hả? Isabella, bạn trong lớp của con. Isabella là ai ta? Bạn gái cũ á. Ôi, bạn gái cũ là sao? Là bạn gái cũ từ lớp 1 á, còn có bạn gái từ lớp 2. Lớp 2 là còn có bạn gái rồi hả? Ghê vậy. Isabella nói con sao mà con biết là bạn gái con? Isabella thì con nhìn lúc không biết là con quen rồi. Con nhìn mặt là con biết luôn hả? Con biết người ta thích con luôn hả? Con biết người ta là bạn gái của con luôn hả? Rồi sao? Sao mà hai đứa không quen nhau nữa? Tại vì quá ở dơ. Hôm nay qua những bài học của thầy với ba tập luyện ở đây, thầy thấy con là có sự chuyển biến tích cực. Con bớt rụt rè hơn rồi, con tự tin hơn rồi, biết nói cảm xúc của mình nha. Rồi thầy rất là vui, hôm nay thầy có món quà tặng riêng cho con nha. Món quà này hy vọng là con sẽ là một cái trang phục thể thao, con đi tập luyện thể thao để rèn luyện sẽ để tự tin hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa nha. Rồi thầy tặng cho con nha. Rồi ok. Ok, here we go. Rồi cảm ơn thầy đi. Đây, em tặng anh luôn nha. Anh mua đồ để anh tập thể thao. Ôi, size XL luôn, hợp lý. Quá dễ thương. Hai con rất là mạnh mẽ. Mình sẽ đi tập boxing nha các bạn. Mình sẽ tới cơ sở này. Ở đây không gian rất là thoải mái. Và Tiến Luật sẽ tới đây tập boxing. 3 tháng sau body của mình sẽ là 6 múi. Các bạn hãy chờ xem. 6 múi. Đón xem tập 11 Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 20 giờ 50 phút chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1.